Vụ Hoài Linh chi chuyển 13 tỷ tiền từ thiện, lộ thêm bằng chứng khiến khán giả hoang mang. Sáng ngày 24 tháng 5, nghệ sĩ Hoài Linh đã chính thức lên tiếng về số tiền 13 tỷ đồng từ thiện. Đây là số tiền mà 6 tháng trước, người dân đã quyên góp cho nam danh hài, để anh đại diện gửi đến đồng bào lũ lụt ở miền Trung. Anh xác nhận số tiền chính xác là 14,617 tỷ đồng, hiện vẫn còn nằm trong tài khoản, dành riêng cho mục đích từ thiện mà anh đã thiết lập. Theo nam danh hài, anh đã hai lần lên kế hoạch đi trao số tiền từ thiện cho đồng bào miền Trung, nhưng đành phải dừng lại vì dịch bệnh. Tôi là người của công chúng, cần phải làm gương, không thể tập trung đông người. Mọi người hãy tin vào sự minh bạch của tôi. Tôi sẽ thực hiện sứ mệnh này và có các chứng từ, giấy xác nhận của địa phương, nơi đoàn từ thiện của chúng tôi đến trao. Bởi lẽ khi tiến hành trao số tiền này, tôi đều phải thông qua chính quyền địa phương và có sự xác nhận của địa phương. Khi tiếp nhận số tiền giúp đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả sau thiên tai, danh hài Hoài Linh bộc bạch. Tuy nhiên sau đó, cộng đồng mạng lan truyền video Hoài Linh đi làm từ thiện cùng một nhãn hàng ở Điện Biên vào tháng 1 năm 2020. Tức sau 2 tháng khi nam danh hài chốt sổ tiền quyên góp cho đồng bào miền Trung gặp lũ lụt. Trong ghi chú của nhãn hàng có nêu rõ, tháng 1 vừa qua, chúng tôi đã có mặt và làm nóng không khí tại tỉnh Điện Biên. Khai xuân hoan hỷ, không quên tặng quà hết ý. Bên cạnh 500 phần quà thiết thực gửi đến các em nhỏ khó khăn, nụ cười của các em còn cho chúng tôi hiểu rằng sự quan tâm và chia sẻ đúng lúc còn để lại nhiều giá trị tinh thần hơn cả. Đoạn video Hoài Linh làm từ thiện ở Điện Biên được nhãn hàng đăng tải trên kênh YouTube chính thức vào ngày 4 tháng 2 năm 2021. Ngày 20 tháng 10 năm 2020, Hoài Linh công khai số tài khoản và kêu gọi công chúng ủng hộ đồng bào miền Trung đang bị lũ lụt. Ngày 11 tháng 11 năm 2020, nam danh hài chính thức đóng tài khoản, thông báo đã nhận được 13 tỷ đồng và sẽ lên đường về miền Trung, trao cho bà con số tiền quyên góp trên. Tuy nhiên đến nay đã hơn 6 tháng trôi qua, Hoài Linh xác nhận số tiền chính xác là hơn 14 tỷ đồng, vẫn nằm trong tài khoản riêng, khiến khán giả hoang mang. Vì dịch nên phải dừng lại vụ đi miền Trung, nhưng tháng 1 năm 2021, Hoài Linh vẫn đi Điện Biên làm từ thiện, do một nhãn hàng tổ chức. Chưa kể tháng 12 năm 2020, Hoài Linh còn ra Nha Trang dự live show. Chưa kể tháng 12 năm 2020, Hoài Linh còn ra Nha Trang dự live show dạ nguyệt của em trai Dương Triệu Vũ. Khánh Hòa cũng miền Trung mà anh, sao anh không sẵn ghé qua luôn các tỉnh? Tôi thật là hoang mang, một khán giả để lại lời bình trước sự việc. Chào mừng quý vị đang theo dõi trên kênh tin tức mới nhất 24 giờ của chúng tôi. Kính chúc quý vị có một ngày mới thật vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Và bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi những bản tin mới nhất trên kênh của chúng tôi.